Đang làm gì đấy? Chuẩn bị nấu một món lẩu. Wow. Đang làm gì đó? Đây là làm chuẩn bị để nấu lẩu, còn có đặt rau đúng không? Đặt rau bây giờ mình xong mình đi rửa rau nha. Ok. Rồi đây chuẩn bị bò ra dĩa luôn. Rồi tới. Điếm. Đây là nước dừa nè. Cái này chút hành. Chút nấu lên cho nó sôi nha. Còn có bánh tráng nữa, mà bánh tráng này hơi cứng nha. Chút nữa mình phải có ít nước chút cho nó mềm. Này phải cho ít muối vô nha. Rồi cho. Ủ quá. Chào thịt bò ăn ha. Đậu trứng hả? Đây, món bò đây. Wow. Lại có thêm một món mới nữa. Bỏ nước sôi lên. Đây thử le ru coi. Lâu lắm rồi uống le ru miền Trung. Con cọp có 4.5. 4.5. Uống 3 rồi hả? Uống 3 rồi. Đây. Làm hơi cho nó mát hết rồi. Rau đã chuẩn bị đầy đủ rồi ha. Bánh tráng này hơi cứng rồi, phải nam nước nè. Đó. Chả giò bị răng đen thui. Mướp đắng xào trứng. Em ăn cơm. Ăn với lại nước mắm phải không? Dạ. Mắm này Bin làm phải không? Gái làm hả? Là đầu bếp. Đầu bếp hả? Ừ. Ngon không? Ngon. Hôm nay ngon món gì vậy? Cuốn mỡ, cuốn mỡ cuốn. Nhai được từ. Trời ơi, cái này chơi kiểu gì vậy? Cái giò mà để lên trên bánh cuốn. Nướng nó nãy ha, sôi rồi đó. Bắt đầu vô đi. Vừa vừa thôi, đừng có chín quá không có ngon luôn nha. Từ từ chứ, chưa gì đã hoàm ăn cơm rồi, no rồi hả? Làm hơi Bila ru miền Trung. Coi mấy cái ổ quang mà chuẩn. Bi giá tiêu. Vô. Diệt sâu bọ. Rồi. Tự nhiên như tắt lửa rồi. Ăn riêng ha, anh ấy sẽ thích ha. Nhìn cái bò này là nó chín kỹ rồi, well done. Đây là miếng hành. Giờ tiếp cũng miếng cuốn thứ hai hả? Thứ hai ăn thịt bò phải không? Dạ. Rồi có rau sống, thầu thơm, bún, bún vừa vừa thôi. Dạ. Rồi. Cắt miếng thịt bò vô. Miếng thịt bò. Vừa thôi, rồi bữa chín quá hả? Cho con vài miếng rau đi. Vậy ha. Con ăn được rồi. Đúng không? Hả? Rồi cuốn lại. Rồi cuốn lại xem coi. Ồ, phải nóng, phải nóng. Còn cái lá tím tím nó tốt. Ok, được rồi. Mở miếng. Bỏ mồm. Rồi sao nữa? Chưa cho mồm. Hơi ra. Dài vậy.
Mới nói thịt bò mềm dễ dai. Cái gì vậy? Bánh tráng dai hả? Thịt bò. Ngon quá. Này ăn mấy cuốn mới đã? Hơn 10 cuốn. Ghê hả? Rồi bây giờ đang chơi kiểu Thái Lan. Bánh chả giò rồi thịt bò để quấn vô. Giống như nguyên cái ống tre luôn nghe đó. Ăn hết không? Ghê hả? Ồ, nước mắm nữa. Ồ, nem có mắm nem ha. Có mắm nem. Có mắm nem hả? Có. Đâu? Mắm nem thật sự à. Ờ vậy hả? Ok. Mấy muỗng thì đủ. Vừa thôi. Vừa rồi ha. Cỡ một chén là được. Ok, rồi thử coi nó làm sao. Sao thấy hương vị như thế nào? Ngon. Cái giò của chả giò. Không có thịt bò hả? Bò đều. Bình thường. Ok. Rồi. Châm cho đầu bếp một miếng. Không say không về nha. Quá 217 đi bên ngoài ha. La ru mày làm 4 lon. Sao? Ủa, chưa ăn cuốn nào hả? Ok, thôi tới mình bắt đầu thử thôi. Rồi, tới mình thử thôi. Bánh tráng. Bánh tráng làm này bánh tráng nó hơi bị cứng quá. Nên là phải ngâm. Ngâm mà sao nó cũng giòn. Rồi ấy những rau sống này, rau thơm, mấy cọng ngò, bún bắp luôn nha, bắp luôn, ít bún thôi. Rồi chủ yếu là mình thử mấy miếng thịt bò thôi, tay ăn tái thôi, tái vậy thôi, chứ chín quá nó sẽ dai. Đây mình làm cái điếu đặc biệt. Hôm nay là phải nhúng tiếp. Nghe. Nhúng lên đó. Lên. Rồi cuốn lại. Đúng là phải có mắm nêm ha. Cái bánh này thì nó hơi bị giòn quá. Thất bại rồi. Cái này 3 muỗng này. Cái nước mắm này làm ngon. Tỏi, ớt, đường, mắm. Mắm nó thơm. Tỏi. Bò mềm. Rau, bún. Để làm mấy một cuốn, làm chục cuốn mà nửa gói được rồi. Ăn cho nó tái, ăn cho nó ngon, cứng quá. Mắm nêm thì nó phải ngon theo kiểu mắm nêm, nước chấm thì ngon theo kiểu chấm, mà có mắm nêm là ngon hơn. Thử làm cuốn giò giò coi ăn không vậy á. Xem mấy nước mắm. Chả giò vịt răng. Ở bờ biển không? Thơm lắm. Ăn mùi tôm cua. Đặc biệt lắm ngon. Quá ngon. Là cuốn mà mình ăn vào con wow, quá ngon. Vi sang là số 1. Vừa chín tới được rồi. Cô chú cho em à. Được á.
chả giò nhúng nước giấm luôn, ok. Ngon đó. Thôi nó gấp mới. Phải dữ luôn, ăn gì dễ ăn thấy không? Rồi. Còn sống không? Giờ quấn thử cái cuốn nó vô rồi. Nó còn sống, nó còn sống, nó cứ chỉ kìa. Cái kiểu này là kiểu gì vậy mà sao nó tầy quầy vậy? Đó rồi, đổ tô ăn bún luôn, bún chả Hà Nội luôn. Thôi mẹ cuốn cho con đi. Thôi chứ phải làm lon một miếng bia vô để cho nó hưng phấn chút. Đó rồi, sạch luôn. Ngon. Rồi bây giờ tới về. Cái la ru tím này coi nó có khác gì không? Mua dĩ trứng. Kìa. Này là không biết mục đích để làm gì. Ăn sáng đó. Có mua thêm ba tê á. Ôi cũng được. Nhưng mà hồi xưa là hay vậy đó. Tới muốn cháo cũng ăn luôn. Bỏ trứng ăn luôn. Rồi. Vô thử la ru tím rồi. Nhẹ thôi. Rồi sao nó bò đi. Rồi sao nữa? Bò lên. Thôi nó này không bò. Giờ miếng bò thôi. Bò không đúng không? Bò không đúng không? Cắn miếng nào muốn không bò đúng không? Cái tím này nó 4.2. Cái này á 4.5. Nó 4.5 lận. Này ok hơn chứ. Rồi làm hơi. Mà phun cá sô cô bò miếng bò. Làm hơi đi cho nó tiêu. Trong miếng. Ai ngon. Ơi, giờ món cuối cùng để tụi nó trốn hết rồi, bây giờ mình biết chơi nè. À. Trứng gà để làm gì? Tăng lên, nó tăng lên đó em. Ok, rồi, vậy để cho nó chín lên vô. Thôi luôn nè, à, quay cái trứng này nó sôi luôn nè, đó. Phải làm 1000 nha. Wow. À, bây giờ cái trứng cuối cùng đó mẹ, cái này giống như ốp la luôn rồi, thôi ăn cái cuốn cuối cùng coi, nãy giờ ăn không biết được chục cuốn chưa, chắc cũng 7-8 cuốn rồi hả. Giờ còn cái nước này nó là chơi cái trứng gì ốp la luôn, lấy sức. Cái này coi đá banh em banh đá. Ây ơi, ây ơi, này chắc cắt rồi. Rồi. Vậy tới giờ giọt cuối cùng. Thơm ngon tới giọt cuối cùng. Ai biểu làm ngon quá nha. Một. Cái này có ăn sống không? Mười tấn à? Mười tấn lượng thì trứng nó đâu không? Mười tấn. Đó hả? Nó giọng đến trường hả? Còn cái này nữa. Chúng ta ăn đi hết rồi còn mình. Chút hiểm. Nhờ cho cái này. Đó. Thấy gần không? Đó nha. Cái bột nó bốc ra. Nước bò,
nước dừa nè, còn một cái trứng. À dễ thương hơn. Dĩa đang nóng, đây cho nó nguội 3 phút sau đi. Quá wow, nước này ngọt nha. Khoan từ từ nè, thử ra lúc này cái này nóng á, mình phải thử chút, thử chút này cho nó chín này, nó chín này không thử chút à. Wow, cực kỳ ngọt rồi. Nước dừa, nước bò, nước trứng rồi. Để tôi đi hết rồi, muốn chơi nha. Yeah. Đó, bây giờ nó nguội rồi, bây giờ thử ra. Em thử miếng à? Không, thử. Anh nói em nếm, nếm, nếm. Không, bây giờ anh đâu có muốn trứng đâu. Nếm nè. Thấy sao? Ngọt ngay rồi. Sao ngọt ngay rồi phải không? Ồ, ôi. Rồi bây giờ quay vô mồm nè. Thấy không? Rồi. Thử nè. Ngon không? Ngon. Quá gì ngon luôn, mới đủ rồi. Wow. Cái chén này á phải nói là 100 ngàn. Chén này là 100 ngàn. À cho mẹ mày miếng nữa nè. Tôi bỏ hả? À. Ăn cho. Con ăn cho bố không ăn thì có ai hả? Nói rồi cái gì không? Thôi đủ rồi. Chương trình tới đây là chấm dứt. Rồi. Cuối cùng là món này là món đặc biệt nhất sau cùng. Ok bye bye. À, bây giờ nè cái phần ăn á, à, là một cái trứng này lên. À, út. Nước cũng ăn béo. Cực kỳ ngọt. Rất là ngon.